Thưa quý vị, trong nỗ lực tạo ra các kênh để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của trẻ em, thời gian qua, Hội đồng đội thành phố Đà Nẵng đã duy trì và phát huy tốt mô hình Hội đồng trẻ em từ cấp thành phố đến cơ sở, qua đó tạo cầu nối để những ý kiến đề xuất của trẻ em địa phương đến được với các đơn vị liên quan, góp phần giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến trẻ em. Một kỳ họp thường kỳ của các đại biểu Hội đồng trẻ em cấp thành phố, các đại biểu thiếu nhi có cơ hội trao đổi, trình bày ý kiến những vấn đề thiết thân liên quan đến đời sống học tập của các em, cũng như các vấn đề mà trẻ em đang quan tâm. Bầu không khí tại những phiên họp đặc biệt này luôn diễn ra sôi nổi, có kiến nghị, đề xuất và cả tranh luận, phản biện, nhằm tìm ra các giải pháp tối ưu, qua đó phát huy quyền tham gia của trẻ như một nhân tố tích cực trong quá trình cải thiện các điều kiện sống và phát triển của trẻ em. Tại kỳ họp Hội đồng trẻ em lần thứ 7 này thì hầu hết vấn đề ý kiến của các bạn là về vấn đề được tư vấn tâm lý cũng như là mở rộng các khu vui chơi, sửa chữa các khu vui chơi cũng như là mở rộng sự giao lưu giữa các bạn trong tỉnh với ngoại tỉnh, với quốc tế hoặc là các bạn ở vùng sâu, vùng xa đến với các bạn trẻ em ở trong trung tâm của thành phố. Ngoài ra thì vấn đề bạo lực gia đình cũng được các bạn chú ý rất là nhiều, từ đó cho thấy các bạn đã có sự quan tâm đến các bạn yếu thế hơn. Con rất là muốn tham gia những cái kỳ họp và hội đồng trẻ em như thế này, bởi vì có những cái kỳ họp như thế này thì ý kiến của trẻ em chúng con mới được lan tỏa đến những cô chú lãnh đạo để mà những cái nguyện vọng ấy được thực hiện một cách thỏa đáng và theo mong muốn của chúng em, và những cái nguyện vọng ấy sẽ góp phần làm cho thành phố Đà Nẵng chúng ta thân thiện và lành mạnh, an toàn với trẻ em hơn. Đáng chú ý, tại những kỳ họp hội đồng trẻ em này luôn có sự tham gia của đại diện sở ngành đơn vị liên quan, nhằm kịp thời lắng nghe, giải đáp cũng như chuyển tải những vấn đề được các em quan tâm đến các cấp. Theo thống kê, chỉ tính riêng trong giai đoạn 2021-2022, Hội đồng trẻ em thành phố Đà Nẵng đã tổ chức một ngày tranh cử, hai kỳ họp hội đồng và tham gia một chương trình đối thoại với Hội đồng Nhân dân thành phố. Qua đó đã tham gia hơn 100 ý kiến góp ý và nhận được hơn 60 ý kiến phản hồi, ghi nhận và triển khai từ các cấp lãnh đạo. Trong thời gian vừa qua thì tất cả các ý kiến của các em phản hồi tại kỳ họp hội đồng trẻ em đều được thành đoàn hội đồng đội thành phố tổng hợp và gửi về mặt trận trước các kỳ họp hội đồng nhân dân để cho các đại biểu có thể lắng nghe. Và đặc biệt thì vào ngày 24 tháng 6 thì thường trực hội đồng nhân dân thành phố đã tiếp xúc đối thoại với đại biểu hội đồng trẻ em và đại biểu trẻ em trên toàn thành phố. Các vấn đề của trẻ em quan tâm đã được các đồng chí lãnh đạo thông báo kết luận, chỉ đạo các ủy ban nhân dân các quận huyện, các xã phường và các sở ngành có liên quan để giải quyết các vấn đề về trẻ em. Thời gian tới, Hội đồng đội thành phố sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng mô hình Hội đồng trẻ em, qua đó kịp thời lắng nghe, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình hành động vì trẻ em thành phố giai đoạn 2021-2030, cũng như mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, thân thiện với trẻ em.